Vui chứ. Có gì nếm nè. Ui, ui. Bây giờ đổ mắt ăn luôn. Có nhiều đấy mà cũng mắc ăn nó thôi. Đổ. Đây là kỹ năng sinh tồn. Đấy. Đây là chồng các bạn. Đây là kỹ năng sinh tồn mà. Đấy. Quay ra lớp trẻ rồi nó coi chứ sao mà nó biết cách sinh tồn được. Đầu năm mấy em lạc bạc. Đấy. Hành trang. Đấy. Đây là cơm lúa đỏ nha. Ủa quên, gà lúa đỏ chứ chưa nấu thành cơm mà. Mua ớt. Mua ớt đây. Đang dốt nạn làm bằng táo. Đây. Phong cảnh hữu tình. Đấy, một ông dưới kia. Để được mấy chú không? Đây là bờ sông Hinh. Bên kia là sông Hinh mà bên đây là sông Hòa. Và cộng lại là Tây Sơn. Cảnh quá hữu tình. Có niềm vui không? Nước đóng hay nước xả? Đây là kỹ năng sinh tồn. Đấy. Đây là chồng các bạn. Đây là kỹ năng sinh tồn mà. Đấy. Quay ra lớp trẻ rồi nó coi chứ sao mà nó biết cách sinh tồn được. Sinh tồn. Sinh tồn sinh tồn. Đấy. Thấy chưa? Thấp thấp chứ. Là cách sinh tồn mà 10 ngày núi rừng nè. Gà quả nó lỏng bỏng hả? Đây lớp trẻ mà thành phố làm sao mà nó biết sống được những cảnh này được. Chuẩn bị là nổi lửa lên em. Tận dụng những thứ đã có sẵn. Đúng không? Vô rừng là chỉ sợ đen son thôi. Ước. Một ngọn lửa. Hành trình nấu cơm. Con cờ mở nắp nè. Ấm cúng.
cái nhất lại. Ui ướt ướt này ra trời. Rừng núi rồi này. Nấu cơm ngon nhất là giai đoạn này này. Nấu bà củi vô. Ngon nhất là cái giai đoạn này. Đó đó đó. Vừa đồng á. Đoạn số 2 qua vừa. Cơm dần là mới ngon nha. Vừa giờ đốt cháy xoay lên chữ á. Bỏ vô là cháy gì he, lửa nó có chơ ai đâu. Dẫn đâu rồi. Nó nắp không rồi đó. Nó nắp đâu. Nó con chua mà nắp gì. Cá nhảy không ạ? Cá nó quậy đuôi. Nó không để ở dưới nước lạnh, nó đi ra vô nước nóng. Là giang là chích gì để trả trời gì đấy nhất. Nhiều đi rồi hết, này có mấy cái men men kia là lọt men luôn anh nhon. Bởi vô nó nhận nhẫn. Mùa đêm biết đâu là giá không có lạnh quá mà không nén nứt lên lại thấm nấu một men dây mà còn ăn nữa thôi rừng có gì đâu. Men giờ la giang gì không chứ gì đâu đấy được cây cà trâu nó dễ gì có hết đâu cầu trà gì vậy? Mệt quá khổ vậy khổ sao nữa vậy mà trời mà khổ trời lắm công phu vậy với là bởi vô nó nhận nhận nó nè thấy giang non mà đâu muốn lạc đâu thấy ngõ đâu lạc. Áo cày trờ em gì sát số tổng việc phải trừ luôn nhiều cái sôn nhỏ quá quá dữ vậy. Không có nước rửa được ạ. Rửa gì ông à, bỏ luôn cho rửa gì lấy vàng ôm rác luôn không bỏ vô luôn rồi chứ rửa gì đâu mà rửa cầm mà tắt cái điện thoại tắt cũng được nữa bỏ xuống cho nó cháy lên có cái cháy em chứ đi dòng lái đây nó ớ dịn đây không à chạy nước miếng chạy nước miếng ai nhèo lên nó thấy nước nó nghi à, giờ con cũng xuống rồi. Xuống chở không biết à điều đem như thì xuống đâu cá gì nó xuống thì cá đã đóng đây nè đâu vậy là xuống chứ vui chứ có gì nếm nè ui ui bây giờ đổ mất ăn luôn có nhiều đấy mà cũng mất ăn nữa thôi luôn còn chín không biết trà nó sống ăn sống gì cơm hả chín chứ sao chín giỡn không gà ngon đụng đá còn những nhóm đụng đất lão con đen máu cháy bà còn chín